Lúc nào chúng ta vào game thì game cũng đều cho ông ta nhạc cả anh em ạ. Quá là thích nhỉ. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại nhá. Này tôi thấy tôi hơi bị ốm ốm sao anh em ạ, thật. Hơi bị ốm ốm sao, kiểu bị dính virus corona rồi sao ấy. Chả biết bị sao không? Chắc không sao đâu anh em ạ. Nếu mà có bị virus corona mà có phải đi cách ly hoặc là vào viện chữa nhỉ? Không sao anh em. Tôi vẫn có thể làm video đều đặn cho anh em. Vào trong bệnh viện làm video nhỉ? À, ok. Thì đây. Đó. Chúng ta lại ở cái cổng dẫn tới em hôm qua rồi. Đây, đúng không? Ok. Thì bây giờ tôi đang rất là muốn về nhà để cất đồ anh em ạ. Anh em nhìn này có quá nhiều đồ. Tôi đang rất là muốn được về nhà để có thể chút bỏ được đi cái đống đồ này. Nhưng mà giờ mà chạy về thì anh em biết là nó rất là xa. Mà anh em biết là mình chạy về á là chắc chắn là mình sẽ phải quay lại đây, bởi vì là nó còn quả trứng rồng nữa đúng không? Chưa có lấy xong quả trứng rồng. Đó. Mình sẽ phải quay lại lại đây và thế nào thì tương lai thì sau khi mà mình mà lấy quả trứng rồng xong rồi thì là mình lại chẳng phải quay lại tiếp đúng không? Chứ mà tôi không nghĩ là trong em nó chỉ có mỗi thế, nó chỉ có mỗi con rồng đâu anh em ạ. À, nên là anh em đừng có lo, chắc chắn là còn đấy. À. Thế nhưng mà anh em, nhưng mà từ đây mà chạy về nhà ấy là xa kinh khủng luôn, xa lắm. Nó cứ mỗi lần chạy về là mất cả đống thời gian đấy. Đó. Thế nên là tôi đã có một ý tưởng anh em ạ. Đó là chúng ta không còn cách nào khác ngoài ngoài làm một cái đường đi thật nhanh từ đây về nhà anh em ạ. Và cái đường đó ấy, thì nó không còn cách nào khác ngoài đi trong địa ngục anh em ạ. Bởi vì là một bước trong địa ngục là bằng 8 bước ngoài đời mà. Đó. Vậy nên là bây giờ chúng ta phải vào trong địa ngục và tìm cách để đi từ đây về nhà anh em ạ. Thì như vậy là mọi người tạo ra được một cái đường ấy. Thì để mình cứ đi vào trong địa ngục thì mình sẽ đi về nhà, sau đó thì mình sẽ lại đi vào địa ngục và mình sẽ lại quay lại cái chỗ cổng end này. Đó. Thì để cho thuận tiện tôi sẽ tạo ra một cái thế nhưng mà cái chỗ này nguy hiểm anh em nhỉ. Thì tôi cũng sợ kiểu là nó có con quái đấy, con creeper đấy, con gì nó vào đây nổ cũng nguy hiểm. Thì đầu tiên thì tôi sẽ biến cái chỗ này nó thành cái kiểu là thành kiểu nhà của mình đã. Đó. Đây đầu tiên tôi sẽ đặt cái đuốc đẹp đẹp tí. Đó. Đây sẽ thành nhà của tôi anh em ạ. Đó. Đuốc đẹp, giường xịn đúng không? Ok. Đây thôi thì mình đặt cái giường ở đây, thấy nó hơi để tôi đào cái giường đi. Ok. Đây, tôi đặt cái giường thấp xuống xuống bên dưới đi anh em ạ. Đó. Đó, xịn. Thế thì một bên là lava và một bên là giường. Ok. Thế cái chỗ này thì nếu mà được sau này thì mình sẽ để cái rương. Cái rương. Ok, thì tôi làm cái craft table đã. Ok. Craft table. Đây đi, đây đi, đây đi, đây đi. Đặt vào đây đi. Giường cái đặt vào đây đi. Đó. Xong bây giờ mình sẽ làm nhầm 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 nhầm. Bây giờ thì mình sẽ làm cái rương anh em ạ, cái rương. Thì mình phải làm cái rương để mình để đồ chứ mà anh em nhìn này, tôi có quá nhiều giường luôn. Cái đúng giường này mà sau này mà dùng để đi địa ngục ngủ rồi. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Đấy, hơi thở của rồng này. Đấy, thì hồi trước mình lấy tận 60 cái lọ luôn, thích nhỉ? Phê pha. Ok. Đó, cất tạm tạm tí đồ đi. Cất mấy cái lông này đi, không cần đâu. Ok. Thì bây giờ ấy thì tôi sẽ làm cái cổng quay trở lại địa ngục. Tôi sẽ làm nó ở ngay đây luôn. Từ từ tôi đếm block xem sao nào. 1, 2, 3, 4, 5 ô. Thế bị dư mất một cái ở giữa à? Hải. Ok. Vậy vậy bây giờ mình làm sao ta? Bây giờ mình làm sao ta anh em? Đây 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 đây. Cái gì đây? Cái gì đây? Thì sao mà nó lại cái gì đấy? What? Vì sao mà chúng lại đào mấy cục này của tôi đi anh em?
Cái bọn đó chúng có đào được hay cục kia của mình đi à? Ghê vậy. Ok, đây tôi sẽ làm cổng thế này. Đây, thì đầu tiên là mình cần có nước. Đặt nước ở đây thì nó có chảy ở đâu không, sợ quá. Thì kiểu thì tôi cũng sợ chảy vào cái đống lava này, nguy hiểm. Đây, tôi đào thêm một cục nữa. Ok, lấy lava nào. À, may quá là ở đây nó cho mình lava luôn anh em ạ, tiện. Tiện đúng không anh em, tiện tiện đúng không? Từ từ tôi múc số nước cái đó, tôi đặt cao lên tí được không ta? Ok, nó không có chảy vào cái đống lava được rồi. Múc đi. Mình đặt đặt bao nhiêu cái là đủ ta? 1 2 3. 1 2 3 thế là đủ đấy anh em nhỉ? Đây 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 đây. Đây nữa anh em ạ, đây mình làm nốt bên này được rồi này. Con à? Ô này. Tôi múc hết sạch cái lava nó ở trong cái hố bên dưới này này. Đặt vào đây, đặt vào đây. Rồi đây mình làm thêm một cái nữa ở ở chỗ này được này anh em này. Đó, đợi tí tôi đào đây này, tôi sẽ xin một cục lava ở đây, một cục ở đâu ta, một cục ở ở bên ngoài đi. Ok, đó xong rồi đây anh em, chúng mình đã làm xong cái cổng rồi, anh em thấy cổng en này không? Ok. Đây đây có hai cục tôi đặt vào đây cho nó đỡ bị thiếu thốn. Ok. Nào mình sẽ dùng bật lửa để mình mở cổng. Ok. Ok thì kế hoạch của tôi sẽ là tôi sẽ vào trong này và sau đó thì tôi sẽ mò đường. Và tôi sẽ mò đường để quay trở lại cái thế giới cái thế giới ngoài đời. Ôi anh em nhìn này. Ở đây là kết hợp của hai cổng luôn, cổng en và cổng địa ngục, xịn đâu. Quên mất, từ từ cho tôi nhảy cái. 1 2 3. Ok ca. Ok ca. Thế chúng ta đi vào thôi anh em ạ. Đó thì tôi phải ấn vào đây để thể cái điểm hồi sinh của tôi nó được chọn làm cái giường này. Ok. Cầm đầy đủ đồ cho anh em. Cầm đầy đủ đồ rồi nhỉ? Thật ra tôi sẽ cầm thêm hai cái giường cho an toàn, ba cái đi cho an toàn, vì biết đâu trong đó quái cũng nguy hiểm anh em ạ, cũng nguy hiểm lắm. Tí tôi chỉnh đồ tí, cầm ngọc Ender đi an toàn này, cầm ngay đi tốt này, cầm cung đi quan trọng chứ anh em nhỉ, cung là quan trọng lắm. Giường này ok, thôi từ từ, giường để ở đây cho an toàn. Ok, tôi vào thử xem sao anh em nhé. Từ từ các bạn sợ quá. Từ từ sợ quá. Ok, vào lại. Tôi giết rồng rồi mà chả hiểu sao tôi còn sợ sợ cái gì ấy. Từ từ nào, từ từ nào. Đây chỗ nào? Đây chỗ nào? Ồ. Tránh tránh sang gắt ra anh em ạ. Tránh tránh sang gắt ra. Đó thì bây giờ tôi đã vào đây rồi và bây giờ tôi không biết là tôi phải đi đường nào để tôi về được cái nhà của tôi. Thế nhưng mà bây giờ dù mình có đi đường nào thì mình có phải đánh dấu cái cổng này vào anh em ạ. Đây này, tôi đặt một đuốc ở đây, tôi đi đánh dấu. Theo chung này bây giờ thì mình phải chạy xung quanh đây thì để mình tìm thì thôi thôi nào, gát nào, gát nào. Chết cha rồi, tôi còn không không cái giáp vàng của tôi rồi. Chết cha rồi. Thế cái giáp vàng của tôi ở đâu ấy anh em nhỉ? Ui, thôi 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 thôi. Ui. Thôi 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 thôi. Ui ui rồi, thôi 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 thôi. Chết cha. Trời ơi, sao con cát nó bắn đấy ra? Ở đâu rồi, ở đâu rồi, ở đâu rồi? Chết
chết ngay, sao mà sống được với tôi? Sao mà sống được với tôi? Tôi thiện xạ mà anh em. Tôi thiện xạ mà. Nó bắn nó phá hết cái chỗ này của tôi luôn rồi. Ôi nó vì sao mà cái bọn lợn. Ôi thôi 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 nào. Tôi vừa mới nói vì sao bọn lợn nó không đánh mình, xong cái nó quay mặt nó đánh mình luôn anh em ạ. Thôi nào mấy anh lợn nhá. Thôi thôi nhá, thôi nhá. Em không chơi mấy anh nhá. Đâu ta? Đây là mình đi vào trong cái rừng đó thì tôi cũng không biết là trong cái rừng đó có gì không. Từ 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 á, tôi chạy về thế giới thực, tôi làm tí bao nhiêu mới có 20 à? Mới có 20 thì làm sao mà đủ làm cái giày ta? Chúng ta vẫn 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 phải cần thêm một ít quặng quặng vàng. Đâu ta? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dưới kia kìa. Tôi đào tí, tôi phải đủ để tôi làm được cái giày ấy, anh em ạ. Thế nhưng mà tôi thấy chỗ này nó cũng quen quen. Có vẻ là nó cũng khá gần cái chỗ hồi trước mình ở ấy các bạn, đâu ấy nhỉ? Đây này, nếu mình đi qua đây thì mình sẽ đi qua cái vùng ấy này. Đó. Không biết là nó có gần cái chỗ lần trước thì tôi ở không. Ui ôi, thôi thôi thôi. Nó nguy hiểm quá anh em ơi. Tôi đang rất là tò mò không biết là nó có. Trời ơi, con gát. Này. Tài thiện xảo của tôi này. Thế quái nào mà tôi bắn gà đây anh em? Ôi thôi chết cha rồi. Tôi bắn nhầm con lợn rồi. Tôi bắn nhầm con lợn rồi anh em ơi. Bây giờ chúng nó đang đuổi đánh tôi này. Ui rồi. Thôi toang tôi rồi, toang tôi rồi. Toang tôi rồi anh em ơi. Ui toang tôi rồi, chết chào, chết chào, chết chào, chạy 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 chạy. Ghê quá, ghê quá. Đủ đủ cái để làm ấy chứ nào. Anh em thấy tiếng của bọn nó chưa? Ui rồi. Đông như quân nguyên là có thật anh em ạ. Làm cái giày vàng cái nào. Ok. Để làm cái giày vàng cái cho bọn kia chỗ chỗ không bắn anh em ạ. Đó. Thì ở đây thì tiện đây thì tôi sẽ dạy anh em cách để anh em có thể farm lên level mà anh em đó là anh em cứ đứng trên rồi thì anh em chém bọn này này hả? À. Ừ. Đó. Đây này, đó. Thì anh em có thể farm level bằng cách này. Ôi. Ôi. Thằng nó bắn tôi đấy. Ôi chết cha, chết cha, chết cha, chết cha. Thằng skeleton nó bắn tôi rơi xuống anh em ạ. Thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Trời ơi, đông như quân nguyên. Ui, ui. Bây giờ sao anh em ơi? Nó có cách nào để chúng ta thoát được cái bọn này không? Ui
Anh em đợi tôi 5 phút, tôi xử lý hết bọn này xong rồi sẽ quay lại với anh em nhé. Đây là một sự cố mà tôi không hề mong đợi anh em ạ. Ok, đợi tôi 5 phút nha anh em. Anh em ơi, tôi bực rồi anh em ạ. Anh em tôi bực rồi, tôi bực rồi, tôi bực rồi. Tôi bực rồi, tôi bực rồi, tôi bực rồi, tôi bực rồi. Chúng mày ngon, chúng mày ở đây. Ôi ôi ôi. Tôi đặt giường ra mà tôi có ấn xịt nữa chứ. Tôi bực rồi, tôi bực rồi, tôi bực rồi. Tôi xử hết, tôi xử hết. Bồ lao bồ lếu với tôi anh em ạ. Ủa ôi, anh em thấy cái giường nó nổ to chưa? Sao mà chúng nó vẫn còn ủi đông thế? Đông quá. Anh em ơi, anh em đợi tôi 5 phút tiếp nhé. Đông quá anh em ạ, à. Tôi thật sự là không mong đợi cái chuyện này. Ok. Oh shit. Ủa ôi, anh em ơi, anh em ơi, tôi cho nổ cái, xong rồi tôi chết luôn rồi. À, anh em ơi, anh em ơi, đứng, trời ơi, chúng có mặc đồ của tôi kìa, trời ơi, cái giáp của tôi, cái kiếm của tôi đâu? Tại sao lại có một thằng nó đần độn như tôi cơ chứ? Tôi nhảy xuống tôi cho nổ một phát rồi thì tôi đi bụi anh em ơi. What? Cái kiếm của tôi đâu? Trời ơi. Có cách nào để chúng ta quay ngược lại thời điểm mà chúng ta chưa vào game không anh em? Trời ơi, bỗng mất dậy này. Chúng có cướp đồ của tôi. Thanh kiếm Netherite của tôi đâu? Còn có mỗi cái giáp thôi. What? What? Kia rồi. Ơi, may quá. Ui may quá anh em ơi. Thằng kia mày đừng có bắn nha, tao bực đấy. Chết này. Khiên đâu rồi? Ui trời ơi. Một pha ngu người anh em ơi. Anh em thấy cái giường nó mạnh không? Cho nổ một phát mà anh em mà không cẩn thận thì anh em sẽ bị như vậy đấy. Tôi mặc đồ vào mà đã may quá. Không thể tin được anh em ạ. Từ từ đã, phải bình tĩnh anh em ạ. Nó còn đồ nào của tôi rơi không? Nó còn đồ nào của tôi rơi không? Tôi xử hết bọn này. Cái con mà nó mặc kìa. Nói kìa. Rồi anh em ạ, tôi đánh như vậy thể tôi dụ bọn nó lại ở chỗ tôi. Tôi nhắm vào cái con này này. Nhắm vào cái con mà nó đội cái mũ của tôi kìa. Hình như tôi mất cái quần rồi anh em ạ. Tôi nhận ra là hình như là tôi mất cái quần.
Ui anh em ơi, tôi nhảy xuống rồi thì tôi cho nổ giường đo khoảng cách gần rồi tôi chết luôn ghê chứ. Ui lại luôn ý. Bình tĩnh em ạ, bình tĩnh. Mọi chuyện còn có đó. Tôi từ level 66 tôi chuyển xuống còn có level 9 này. Đó anh em cũng có thể học từ tôi nhá. Anh em không nên ôi. Trời ơi, con gắt nó bắn đấy. Con gắt nó bắn đấy, từ từ á, tao xử con gắt trước á. Tôi xử con gắt trước anh em ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ủa, chết chào rồi, cụt rồi. Đây đường cụt rồi anh em ơi. Ôi, nó khỏe lắm, nó cầm nó quật tôi vài phát. Chết đi. Chết rồi. Rồi 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 rồi. Chết rồi, chết rồi. Xây lên nào, xây lên nào. Quá là nguy hiểm anh em ơi. Ủa ôi đông không này. Đông như quân nguyên thật anh em ạ. Anh em yên tâm, đợi tôi tầm 5 phút rồi tôi xử hết bọn nó luôn. Ok. Tập này tính xây cổng về sao fail quá ta. Ok. Không sao đâu anh em. Còn gắt tiếp à? Đợi tôi 5 phút nha anh em. Anh em ơi, xong rồi, xong rồi anh em ơi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Tôi nhận ra là tôi chỉ mất đi đi quần thôi. Tôi không tìm thấy quần đâu. Thì tôi không biết là thì là do tôi không nhặt đấy quần thế hay là do tôi mất đấy quần. Thế nhưng mà nói chung là tôi không tìm thấy quần. Từ từ tôi giết con này đã, bởi vì con này thì nó có một cái đồ nó khá là ngon. Đó, thì mình giết con này thì cứ mỗi lần nó chết thì sinh con ra anh em ạ, chung là nó khá là hay. Ủa đó, anh em thấy thanh kiếm tôi khỏe không? Tôi chém một phát chết hết một bọn xung quanh luôn. Từ nãy giờ nó không ra được cái mà tôi muốn à? Tôi muốn cái magma cream á. Tôi muốn cái magma cream nhưng mà nãy giờ mà không ra. Ôi, mình xử hết cái đám đó rồi anh em ơi. Holy shit. Lại còn gắt tiếp à? Còn gắt tiếp anh em ơi, đâu rồi, đâu rồi? Ôi ơi, cái gì đấy, nhầm 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 nhầm. Úi giời, nói chung là tôi bắn chuẩn lắm anh em ơi. Thiện xạ mà. Ok, chung là chúng ta sẽ phải đi mà chúng ta sẽ không có giày. Chết cha mà chúng ta có không có khiên rồi, chết cha rồi, tôi mất đi khiên luôn rồi. Thì chung là tôi có nhớ mang máng anh em ạ, tôi còn nhớ mang máng. Thế là cái vùng này nó cực kỳ gần với cái vùng mà trước mà chúng ta spawn ấy, gần lắm. Đâu ở đâu rồi, đâu rồi, đâu còn gắt đâu, còn gắt đâu. Kìa kìa. Tôi bắn trúng cái đầu rồi anh em ạ. Ủa ôi, tôi bắn chết nó luôn kìa. Anh em tôi giỏi không? Tôi phải xử cái bọn này anh em ạ. Chết này, chết này. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ui, thằng này nó bắn chuẩn phết anh em ơi. Hình như là cái cổng của tôi nó nằm ở đâu đó, ở chỗ khoảng ấy kìa. Vì sao con kia là nó không chết đây ta? Đừng bắn nữa nào.
Ui, anh em tôi bắn chuẩn không? Tôi bắn chết nó luôn kìa. Tôi nhớ là cổng của tôi nằm đâu đó ở chỗ ấy kìa. Ê, chết cha, tôi không có quốc rồi. Đây, tôi nhớ là hồi trước thì mình có từng xuống đây thì mình đào cái cục bon này này, cái cục khối ấy, xương này này, đúng không? Đúng không? Cái cục bon, đúng rồi. Khối xương. Nói chung là đây trong ngày nguy hiểm anh em ạ. Có phải cái cổng của tôi trước thì ở đây không ta? Tôi không nhớ nữa. Tôi không nhớ nữa anh em ạ. Nhưng mà trước thì mình... À kìa, đâu đó. Cái cổng của mình trước nó trên này này. Đó. Ủa, nó nguy hiểm quá anh em ạ. Nó nguy hiểm thật. Ồ. Thế này mình mà có cái tốc độ linh hồn nhỉ, thì mình có cái khảm tốc độ linh hồn thì nó sẽ làm cho mình chạy nhanh ở trong cái khoảng ở đây anh em. Đây này này, đây chính là cái cổng trước của tôi này. À, thì trước là tôi spawn đây, sau đó tôi sợ quá tôi không dám đi tiếp này. Anh em có còn nhớ không? À, đây này đó. À, thì bây giờ thì nó đưa mình xuống đâu nhỉ? Thì mình spawn trên này thì bây giờ thì nó đưa mình xuống đâu? Thế cổng mới của mình ở đâu? Cổng mới của mình ở đâu anh em nhỉ? Bình tĩnh anh em ạ, chứ ở chỗ này nguy hiểm lắm. Cổng mới của mình tôi nghĩ là ở đâu đó tầm khoảng này hay là dưới kia. Thì thế mà từ từ á, thì tôi về cái thế giới ở chỗ này đã. Chết cha rồi, con gát. Cái con này. Đau quá. Nào. Ôi. Nó bắn ra cái lửa xanh đó, là tôi nghe nói là cái lửa xanh đó là mất máu, là nó mạnh gấp đôi cái lửa đỏ đấy anh em. Từ từ đã, tao sửa đã. Chết. Rồi. Tôi về đây tôi lấy tí đồ anh em ạ. Đồ ở đây cũng quan trọng lắm. Ờ. Đó, tôi biết ngay đây là cái cổng trước của mình mà. Có cái đồ nào quan trọng không? Đây này, nó có cái blaze rod này quan trọng này. Một, hai. Thì mình cầm những cái giày vàng này đi. Đó, thì em thấy không? Nó khá là gần đúng không? Thì mình phải chạy một đoạn nó khá là xa. Đó, từ cái chỗ này nó ở ngoài đời chạy cho tới cái chỗ cổng E ở ngoài đời, xa đúng không? Đó. Thế nhưng mà nếu mà mình mà đi ở trong địa ngục thì nó rất là nhanh. Đó, anh em thấy cái sự khác biệt chưa? Ok. Thì bây giờ tôi đang rất là tò mò, tôi không biết là cái đường cổng vừa nãy là của tôi là tôi ở chỗ nào. Nhưng mà tôi nghĩ tập này sẽ dài anh em ạ, bởi vì tập này tôi sẽ phải chạy và tôi tìm đường về. Tôi nghĩ tập này sẽ dài đấy. Đây này, thì nãy tôi nhớ là mình chạy ven ven đây xong mình xuống ở đây đúng không? Ồ, thú vị nhờ. Đó. Xuống ở đây xong thôi nhá, không chơi mấy bạn skeleton nhá. Ôi, ui, xử luôn, núp 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 núp. Ừ, phải công nhận là cái chỗ này nó cực kỳ gọi là thốn luôn anh em ạ. Thì vì cái chỗ này kiểu là chậm chậm này, xong bọn skeleton nó bắn đấy, thốn lắm. Thì mình vừa chạy rồi thì mình vừa né né qua hai bên ấy kiểu ui rồi ôi, có xuống được không? Vừa nãy mình xuống đường nào ta? Vừa nãy tôi không biết là tôi xuống đường nào anh em ạ. À, đây này.
Đây này, đây này. Đó. Chúng ta sẽ đi đường này, chúng ta xuống này, sau chúng ta sẽ đi qua bên này này. May quá là tôi chưa có nhìn được mặt thằng thằng Enderman. Ui, nói chung là chỗ này nó nguy hiểm đấy anh em ạ. Chung là chỗ này cực kỳ nguy hiểm luôn. Kìa kìa, cái chỗ kia, chỗ mà mình vừa chiến với bọn nó kìa. Okay. Thì tôi có vẻ là tôi cũng biết đường đi rồi, tôi có vẻ biết đường đi rồi, mình đi từ phía kia kìa, kìa đó đó. Kìa kìa. Anh em thấy cái cổng không? Cái cổng mình sẽ đi từ đó. Mình chạy qua đây. Thế nếu vậy thì nếu mình cứ đi thẳng phía này thì mình sẽ đi về nhà đấy anh em. Đây này, nó có nghĩa là bây giờ thì mình sẽ băng qua cái đại dương anh kìa. Rồi băng qua cái đại dương toàn lửa này. Đi thôi, sợ gì đúng không? Tôi thử đi thử cái đường này xem được không. Ê, nếu bây giờ mình mà có cái yên ngựa tốt nhỉ. Thật, nếu bây giờ mà mình mà có cái yên ngựa rồi rồi mình cưỡi lên được cái con kia cũng xịn lắm anh em ạ. Bây giờ bằng cách nào mà chúng ta phải đi qua được cái bên kia kìa anh em kìa. Anh em ạ, tôi phải nói thật với anh em một điều ấy là nếu mà chị chà có gì không ta, làm được cái gì cái đống đồ này của mình không ta? Tôi có 5 cái, tôi còn không có craft table, nhưng mà tôi có không có que chết cha rồi. Bây giờ mình muốn là mình phải đi qua được cái bên này này anh em ạ. Để tôi đào thử cái cục này xem có đào bằng tay không. Ồ, đào được bằng tay anh em ạ. Bây giờ kế hoạch của tôi sẽ là xây vượt biển dung nham anh em ơi. Nói chung là tôi không so sánh được với các YouTuber khác đâu anh em. Các YouTuber khác là pro rồi, tôi theo cách gọi là cơ bản thôi. Tôi theo cách gọi là cái gà nhất để cách này là cái gà nhất tệ, cách này là cách mà thằng nghiệp dư nào cũng làm đấy. Sorry anh em nhé, bởi vì tôi không có xẻng, tôi đào hơi lâu. Em thông cảm vậy. Còn không? Hết rồi. Ở đây, bây giờ ấy, kế hoạch của tôi. Ui, từ từ nào, từ từ nhảy bình tĩnh. Bây giờ ấy, xây thẳng qua kia. Thế nhưng mà anh em biết sao không? Cực kỳ nguy hiểm là bởi vì là nó có con gát nó đứng trên nó bắn ấy. Thế nên là chúng ta phải vừa xây và vừa nhìn. Hồi xưa tôi có chơi với anh trai tôi thì cái kế hoạch của tôi và anh trai tôi là cực kỳ đơn giản luôn. Đó là tôi xây và anh trai tôi đứng ngắm hộ. Đó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có một mình tôi thì tôi phải tự xây và tôi phải tự nhòm xem có con gắt không anh em ạ. Ôi sợ quá anh em ạ. Này mà chẳng may cái cầu rụng nhờ, sau đó mình rơi xuống dưới. Nó có khi nào cái cầu rụng không anh em? Nếu mà tôi có thuốc kháng lửa ấy tốt thì có chả sợ đâu. Cố gắng lên anh em. Thì theo như tôi đoán thì là thì vì là thì tôi đoán thì là nếu mình đi qua cái hướng này thì mình có thể đi được về nhà đấy. Tôi đoán là vậy. Thì vì là cả hai cái cổng nói chung là mình cứ chạy thẳng là mình đi về nhà mà đúng không? Nên là cố lên. Sắp qua. À, cái con này là con gọi thân thiện nhất trong cái địa ngục. Bởi vì nó không đánh mình anh em ạ, thì nó còn cho mình ngồi lên nữa cơ. Đó. Nhưng mà anh em muốn ngồi lên được nó và anh em muốn di chuyển trên nó thì anh em phải có cần câu. Cần câu trên đó nó có cái nấm màu xanh ấy. Đó. Thì ngoài cần câu ra là anh em còn phải cần có cái yên nữa. Thì mình không craft được cái yên á, thì cái yên thì mình phải lấy trong thì mình phải đi loot. Trong theo như kinh nghiệm của tôi là nó có trong mấy cái kim tự tháp á. Thì mình loot được nó dễ nhất là trong kim tự tháp hoặc là trong làng của dân. Trong làng của dân thế nhưng mà cái làng của mình thì cái làng của mình quá nghèo rồi các bạn, nó không có cái yên. Làng quá nghèo.
Đó. Xây qua sông Nham, anh em tôi ghê không? Anh em tôi mạo hiểm không? Đấy. Không có một YouTuber nào gọi là mạo hiểm như tôi luôn nhá. Không có một YouTuber gan dạ như tôi. Sắp quà, sắp quà. Sắp quà. Đây xây cầu vượt biển nhưng mà đặc biệt cái là biển này là biển Dung Nham anh em ạ. Thỉnh thoảng tôi thấy cái lava nó cứ bay lên như kia chứ. Đó, kiểu kiểu nó nóng quá, nó nóng chảy quá. Ui, nếu mình ôi 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 ôi. Nếu mình đặt gỗ vào đây thì nó có sao không anh em? Vì sao mà tôi không đặt được gỗ ấy, anh em? Ui ôi, nhanh 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 nhanh. Cái đấy là tiếng con gắt đấy anh em. Chết cha rồi, tôi không có cuốc. Để tôi đào cái chỗ này đi rồi. Chết cha tôi rồi. Chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi. Nhanh 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 nhanh. Thôi thì mình mà không có ấy thì mình phải làm cái này thôi anh em ạ. Ui rồi ôi. Ui rồi ôi. Ui rồi. Thôi thì mình đào tay vậy anh em ạ. Ui rồi, vì sao con gác nó chơi hiểm thế? Nó chơi hiểm thế. Thế quái nào mà tôi thiếu đúng một tí thôi anh em ạ. Tôi thiếu đúng một tí rồi. Thì tôi trèo lên luôn đấy. Bây giờ cách nào trèo lên không ta? Không có cuốc anh em ơi. Đây đi, đây đi, đây đi, đây đi. Mình xây cái này có lên được không? Thì mình xây cái này lên có đủ lên không? Ui rồi ôi. Ui, có tuyệt quá. Còn coi khác bắn. Ui, anh em thấy đuốc không? Anh em thấy đuốc không? Đuốc không? Đuốc này, đuốc này. Nó chứng tỏ là trước đây là mình từng tới chỗ này rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Ok, cái cầu này. Ui, tuyệt. Anh em có nhớ không? Mình đi qua cầu này là mình về nhà đấy. Đúng như những tính toán của tôi mà. Cái cổng nhà mình kia. Anh em tôi pro không? Hello mấy anh lợn nhá, hello mấy anh nhá. Hi, a hi, a hi. Anh em thấy có ai pro như tôi không? À, ngồi nhà thân yêu. Rồi ôi, easy game anh em ạ, nhá. Đấy, game mới chơi gục. Này chơi quá vậy anh em nhỉ? Game mới chơi gục. Cắt 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 cắt. Nhầm nhầm. Đó thì tôi đã có một fan gọi là hai like luôn. Nhưng mà chung là mình về tới nhà rồi thì ok. Thì hôm nay đến đây thôi nhá anh em. Tôi đã có một fan gọi là khá là trục trặc ở trong địa ngục khi mà đã lỡ bắn nhầm vào các anh lợn đuổi đánh cho mà đánh tôi đến độ tôi mất cả cái quần luôn. Đó thì ok. Thì chung là đến cuối cùng chúng ta cũng đã về nhà rồi anh em. Cảm ơn anh em vì đã xem đến tận đây nhá. Anh em xem đến tận đây chứng tỏ anh em quý tôi lắm luôn. Tôi rất yêu anh em. Ok. Bye bye anh em nhá. Từ từ tôi đi lấy khiên nữa. Tôi lấy khiên. Thằng nào cầm khiên bính à? À đúng rồi. Thằng làm giáp thì vì là hồi trước thiếu chiếc giáp với nó thì tôi phải chết khiên với nó mà. Đây này, nói này. Lâu anh. Anh có quần không? Quần không? Cho mượn tạm một quần mặc cái nào. Hở hang quá. Chả hiểu cái gì hỏi không hỏi đi hỏi quần nó hỏi đúng chỗ đấy nhỉ anh nhỉ. Ok. Ok anh em nhá. Thì tập hôm nay tới đây thôi anh em. Bye bye anh em nhá. Sang tập sau chúng ta sẽ tiếp tục
Và tập sau, nội dung ở tập sau sẽ còn hay hơn nữa đấy anh em. À, nội dung ở tập sau sẽ cực kỳ là bá đạo luôn, chắc chắn là anh em sẽ thích kinh khủng luôn. Ok, bye bye anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe, và được thì chia sẻ với tôi với nhá. Yêu anh em nhiều lắm. Chào anh em.